Hello. Chào. Đi về. Ôi giời ơi, lâu lắm rồi. Bỏ xe, chiếc xe, xe cổ của tôi lâu lắm rồi mới về. Nhà bỏ trống 5 năm trời. Thế bài đã không? Hello. There's a vacuum in the back there, right? The vacuum? Yeah, on the shop. Yeah. Hello. Trời ơi, bỏ trống 5 năm trời, bà con ơi. Hello. No, no. Good day today, sunshine, right? Hello, đàn ông hiền. Quay chó hoàng văn. Đang mùa đông nên hơi tàn chút xíu. Ôi giời ơi, nhà bỏ hoang mấy năm trời, không phải là bỏ hoang mà không có chịu để trống là 5 năm trời, không muốn biết gì. Ô mẹ, rồi tới đây cái là thấy khác cái không khí hậu. Chào mừng đó. Lâu lắm mới gặp. Ôi giời, hôm nay cắt cỏ được hả? Sạch sẽ được chút xíu. Giờ đang bán nè. Chào Quê Choa với lại Quang Văn Hoàng. Giờ đang bán rồi, hôm nay mình về ký giấy tờ rồi mà chưa có ấy nên lâu lắm rồi mà em mới về đây lại nha. Nhà tụi mình không có thiếu nợ, nhà băng nó cũng không sợ, cái nhà này để lâu lắm rồi các bạn, 5 năm trời á, từ 2017 tới giờ. Nhà có sân góp bên này nè mà nó chưa có trồng tiền ở đây, người ta mua, người ta mượn tiền nhà băng á, nên nó có làm qua cái giai đoạn nó lâu, khoảng 30 ngày cho đến 45 ngày nó mới chuyển cho mình hết cái số tiền của mình được. Ngày xưa năm 2001 mình mua cái nhà này có 125 ngàn, 120 ngàn, xong rồi cho người ta mướn tới 2017 người ta dọn ra, người ta ở đúng 16 năm người ta dọn ra rồi. Rồi khu Seattle đây là mình ở đây thành phố Washington State, mà ở Seattle là khu này là nó cũng là một trong những khu số 1, số 2 ấy chứ.
Đù mẹ, ở bên kia là sân bay quốc tế, ở đây là sân golf rồi nha. Giờ vô đây còn nhìn được cái nhà ấy chứ đụng mới. Cái thời gian mình đi cũng đâu ấy đâu, người ta thợ nó làm ấy chứ. Giờ mới được vậy chứ mình ở Cali đa số tự mình có công ty ở Cali thì mình không có về đây thường xuyên luôn. Ôi chuyện một vui lắm, nhiều cái chuyện một vui bỏ mẹ. Nước Mỹ giờ quả chứ mẹ, hai cái nhà băng phá sản rồi, nước Mỹ luôn. Still got one handle here, right? What? The handle, she still haven't got the no couple handle here. Yeah, I told her go get the. She needs smaller ones because then they're gonna hit No, it's just either the post, the knobs. yeah. The knobs, yeah. They're gonna hit. I can custom make this, you know, right? I Yeah. just cut it out this one and get blue straight in the corner. Take this one here and put it in here, and then we can have without hitting it. Các bạn biết là độ mà nhà nước Mỹ mà còn phá sản nhà băng nước Mỹ rồi. Ngay cái thành phố tôi ở là Silicon Valley á, là cái nhà băng nó lớn. Nó phá sản. Rồi hôm qua thêm một cái nhà băng phá sản nữa, là cái nhà băng đó là của thằng Signature Washington Mutual, nó phá sản nữa, nhưng mà nhờ là được cái tổng thống Mỹ nó lên nó phụ cho thôi chết à, tổng thống Mỹ nó phụ thôi là giờ chết, tổng thống nó nước Mỹ nó bắt ách cho, có nghĩa là nó cái việc mình nó gọi là như thế nào ta, nó cho nó tiếp tế, nó tiếp tay á, chứ không thôi là nhà băng nó cũng lớn lớn nhất gì nước Mỹ đó, nhà băng á, cái nhà băng mà nó phá sản á, nên có nhiều người họ bỏ, mà nó cái khổ là khổ của những người bỏ tiền nhà băng á, thì cái luật lệ mà nó có bảo hiểm, các anh chị biết không, nó có bảo hiểm, cái nhà băng nó có bảo hiểm, nhưng bảo hiểm có nhiều gửi, có nhiều người họ gửi vô nó mấy triệu đô la, nhưng mà cái nó đền nó chỉ có quá hạn, quá maximum là chỉ được có 250.000 thôi, chỉ được có 250.000 thôi, là nó chỉ trả 250.000 thôi. Còn có nhiều người dụng ở Việt Nam mình ở ngay cái khu tôi ở là khu miền Bắc Cali mà giàu lắm, có nhiều người họ bỏ đó là bỏ bao nhiêu triệu đô la đó bỏ trong nhà băng á, nhưng mà bị mất, nhưng mà bây giờ không có sao hết cả. Bây giờ thì nó gọi là nó bây giờ thì tổng thống Mỹ tuyên bố là ok, tao thì ra tao sẽ giúp tay, sẽ giúp cho bỏ mọi người có bỏ tiền vô đó, có mất thì cũng không có sợ, biết không? Mà tụi kia đâu lên tiếng đâu, tôi nói mấy ông mấy bà mấy tụi mà nó chống cộng cực đoan đâu á, mấy tụi nó không bao giờ nó lên tiếng ba cái vụ mà nó nói về cái vụ mà nước Mỹ bị khủng hoảng, hay nước Mỹ bị nhà băng phá sản. Cứ ở Việt Nam là ba cái chuyện, nó cái kiểu mà thì cái gì cũng vậy á, thì các bạn nghĩ đi, họ cái kiểu mà họ họ lên đây họ lúc nào cũng vậy đó, họ ở đâu cũng vậy, thì họ thấy giống cái câu tiếng Việt mình nói là cức của mày, cức của tao thơm hơn nhà nhà tao cao hơn nhà mày, cức của tao thơm hơn cức của mày á, là vậy. Nó đâu bao giờ nó nói được, tại vì nó cứ thấy những người ở Việt Nam á, la là mấy nhà băng phá sản, rồi nó chửi, nó chế nhạo chế độ cộng sản, nó nói là chỉ có cộng sản nhà băng nó mới bị phá sản, rồi cộng sản đang hối lộ rồi này nọ đó. Thì giờ điển hình nó giống như là nhà băng năm nay lần thứ hai rồi, năm 2008 nó cũng một lần rồi, năm 2008 cũng một lần là về cái nhà băng của tụi một trong những trong nước Mỹ mà nó bỏ cái gì, cái việc mình gọi là gì, bằng chứng khoán ảo đó đó, năm 2008 cái con mấy một số đi ở tù rồi tụi, rồi bây giờ tới lần này lần thứ hai thì là Silicon Valley Bank là cách nhà tôi có 15 phút mà, từ nhà tôi tự giờ cũng là ở Bắc Cali, nhà tôi Bắc Cali thì cái khu mà đầu não nhà băng đó là Silicon Valley, là gần nhà tôi. Cho nên có nhiều khi mình lên muốn chia sẻ thì tụi nó nói đủ mẹ mày 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 đi bêu xấu nước Mỹ, nhưng mà các anh chị nghĩ đi,
Ở đâu cũng vậy hết, đừng có nói là ở cộng sản hay là nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hay là ở Việt Nam mới có cái nạn nhà băng bị gọi là cái gì, bị mất tiền đúng không, bị nhà băng mới mất tiền, còn ở Mỹ hay là ở nước ngoài không có cái chuyện đó. Nhưng mà có không có, ở đâu cũng vậy, đừng bao giờ mà nói đâu mà tuyên bố là nước Mỹ hay Pháp hay là nước nào là mới mới sạch, mới nhà băng mới ngon lành, còn giờ chỉ có Việt Nam mới bị dơ bẩn thôi, không có cái chuyện đó đâu. Đừng 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 có vậy, đừng có cái kiểu mãi đó, điển hình trong nước Mỹ đó. Giờ các bạn biết là tôi có mấy người khách đó, mấy người khách với mấy người bạn á, họ 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 bỏ cái nhà băng, cái Silicon Valley á, họ bỏ trong đó mấy triệu luôn á, tại vì họ họ bỏ tiền đó để họ invest. Thì nhà băng này là nhà băng gọi là commercial, nhà băng về thương mại mà lớn mà, còn nhưng mà cái là hên cái là cái này nó cũng có bảo hiểm như mấy bạn biết không. Nhưng mà có nhiều người bỏ vô 1 triệu 2 triệu, có bỏ nhiều, bỏ rất nhiều, nhưng mà khi mà họ được đền á, là đền của bảo hiểm của nhà băng nó đền chỉ được quá, không được quá 250 ngàn, nó không có đền, ví dụ như 201 xu nó cũng không đền, chỉ đúng 250 ngàn đô la thôi. Thì nếu mà các bạn bỏ dưới 250 ngàn đô la thì các bạn là được được trả lại bình thường. Nhưng mà bây giờ thêm một nhà băng nữa, ngày hôm qua là ngày chủ nhật, ngày hôm kia là ngày chủ nhật, bị thêm một cái nhà băng, nó gọi là Signature Bank, là Washington Mutual, nó phá sản thêm một cái nhà băng nữa, là hai nhà băng ở nước Mỹ phá sản. Thì tổng thống cái nó gọi là cái tổng thống Mỹ trong cái bộ gọi là cái bộ mà về tiền tiền á, của cái mấy cái nhà băng phá sản á, Mỹ tổng thống nước Mỹ đứng ra bảo lãnh, mọi người không phải lo nữa. Bây giờ có ai bỏ bao nhiêu triệu đồng thì cũng lấy ra được. Nên bởi vậy nhiều khi mình thấy mình đừng có lên đây mà mấy ông mấy bà đừng có lên đây mà nói là đúng mẹ ở Việt Nam mà cộng sản, nhà băng nó cộng sản mới bị phá sản thôi, chứ còn 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 còn, còn ở Việt Nam, ở Mỹ không có cái màn đó, ở Mỹ không có cái màn phá sản, nhà băng phá sản. Nên đừng 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 có cái màn đó, mình thấy nó sai. Má ông này ông nói, ông Bác Tư này ông nói một câu tôi chào, ông Bác Tư nói một câu được buồn cười, chắc đang học theo Việt Nam đủ được cái câu này quá buồn cười đúng không. Cái mũ này là cái mũ truyền thống của tôi mấy năm trời, chào Thái Văn An, chào Trung Trần Bất Tử, chị Phan Xì Coi, Trinh Nguyễn, Dũng Nguyễn, chào tất cả. Cái nón này của tôi đội lâu lắm rồi chứ, đậu lôi lâu lắm rồi, cái nón này nó mua bao nhiêu năm trời, 20 đô la ở mua Mỹ. Có nhiều thằng nó đủ mẹ mấy bên mày sao mày đam nọ đọ nọ nón nón cộng sản, mày nói nón cộng sản cái mã mẹ mày, tao mua nón bên Mỹ lâu lắm mình mới về đây lại. Các bạn, nhà mình bỏ nhà trống mấy năm trời á, chưa nhà này mình bỏ mấy trăm năm trời, giờ bán rồi giờ mình mới về đây dọn dẹp lại để giao nhà cho người ta. Cây này cây cherry nè, mỗi năm là ngoài giờ nó vô cái mùa chuẩn bị vô, giờ tháng 3 bên Mỹ giữa tháng 3 rồi nó bắt đầu nó ra nụ rồi được chuẩn bị nó nở ra nở trái à, nhiều lắm à, mỗi lần nó ra là biết bao nhiêu trái, nhiều lắm. Diễn Hồng Nguyễn có bạn, mình cũng thường về Việt Nam lắm, nhưng mà mình không bao giờ về về mà mình không có cái màn mà quay phim lên rồi để phỏng vấn tùm lum, không có, mình không có làm mấy cái chuyện đó. Tháng tư này mình cũng về nè, tháng tư này về ăn lễ 30/4 1 tháng 5, nhưng mà chuyến này thì bay thẳng từ thành phố ra thành bên Bắc Cali, bay thẳng về Nội Bài, rồi Nội Bài
mới đi cho Hà Nội, ở Hà Nội 2 tuần rồi mới về Đà Nẵng, Nha Trang, rồi mới về thành phố Hồ Chí Minh. Quá. Chào Văn Thu. Đúng rồi, thấy đôi giày đi tuyết không? Hôm qua nó có tuyết, sáng nay nó tan, hôm qua nó kiểu mà. Bên này bây giờ là 2 giờ 23 phút buổi chiều rồi. Rồi bất tử. Đó, sân bay, còn bên kia là sân góp. Bên kia là sân góp, bên đối diện nhà tôi có một con đường bên đó là sân góp, sân đánh gô đó. Đùng thấy tôi về đi tiếc ở nhìn tôi là mới biết là con nhà cộng sản này ha. Đù mà đội nó này vô rồi, thằng nào mà xấu xấu bị tôi đá một phát chắc đủ nó không còn cái gì ăn cháo luôn. Các bạn thấy từ ngày tôi ăn kiêng tới giờ thấy tôi ốm bớt không? Xưa bự giờ ăn kiêng ốm sao không vô mà để tóc dài lại. Tôi cao luôn các mấy bạn, tôi cao tới 2 thước á, thước 96, thước 96 á. Chị Phan Phan Sĩ Võ tháng tư về, chuyến em về với bà xã em, vợ em rồi dắt mấy đứa cháu về, nguyên gia đình về nhiều, 17, 18, 19, khoảng 18 là có mặt ở Nội Bài, đi bay về Nội Bài, mà Nội Bài xong rồi, bởi vì nhà cửa thấy chuẩn bị lên xuống. Đứng thấy nước Mỹ nó hơi không được tốt mà thôi, bán luôn không giữ nhà này nữa, nhà 5 năm trời rồi. Everything chain that door. They gotta chain that door and a couple of things in the top. The one more the damper on the other one, right? Yeah, I hope. I hope my 45 is still here. I put my 45 here. I don't know what she put in. What, the gun? Yeah. Oh, very good. The real one. Huh? The last time I put it here with a bat here. Well, and cleaned up, you know what you put them up. Yeah. All right.